Bạn Lâm Tuấn Long giỏi rồi, bạn Ngọc Hà giỏi rồi, bạn Trần Gia Huy, Nguyễn Gia Huy giỏi rồi, bạn Mỹ Tâm giỏi rồi. Đúng rồi, rất nhiều bạn đã làm được yêu cầu của cô rồi đấy. Rồi, nhóm 3 của bạn Minh Châu cũng rất là giỏi. Tất cả các bạn đã biết cách xếp tạo thành que tính rồi, tạo hình tam giác từ que tính rồi. Nhóm 1 cũng rất là giỏi. Và bây giờ chúng mình nghe câu hỏi này. Để xếp được hình tam giác này các con phải dùng mấy que tính nhỉ? Mấy que tính? À đúng rồi, và cô thấy bạn Nguyễn Gia Huy con đang làm gì đấy? Đức Anh ơi, Đức Anh. Đúng rồi, các con rất là giỏi đấy. Một tràng vào tay khen chúng mình nào. À, bây giờ xin mời chúng mình xếp cho cô từ những que tính này tạo thành hình tròn. Hình tròn. Thử nghĩ cho cô xem chúng mình có thể làm được hình tròn không nhá. Từ những que tính tạo cho cô hình tròn. Một vector. Nào bạn nào tạo được hình tròn rồi nào, xin mời giơ tay. À, có mời bạn Quỳnh Anh nào. Con dùng mấy que tính để con tạo được hình tròn đấy nhỉ? Mấy que? Con đếm lại cho cô xem nào. À, con phải dùng mấy que để tạo được hình tròn? Con thưa cô, 6 que ạ. Con đứng lên. À, rất giỏi. Cô mời bản thân nào. Con có tạo được hình gì? Con làm bằng mấy que tính nhỉ? Từ những que tính trên chúng mình tạo cho cô hình chữ nhật. Chuẩn bị. Hình chữ nhật nha. Các con cứ làm đi từ hình của mình đi. À, từ những que tính này bạn nào đã tạo được hình chữ nhật à? Có mời bạn Hân à? À, con tạo được hình gì? Con tạo hình chữ nhật bằng mấy que tính nhỉ? 6 que đúng không? Hai cạnh dài thì con dùng mấy que? Mỗi cạnh con dùng mấy que? À, mỗi cạnh con dùng hai cạnh dài, mỗi cạnh dùng hai que đúng không? Còn các cạnh ngắn thì con dùng một que đúng không? À, như vậy là rất là giỏi, bạn Đất làm đúng rồi. Bạn Quỳnh Anh nào, con tạo được hình gì đấy? Quỳnh Anh tạo được hình gì nhỉ? Nguyễn Quỳnh Anh. Đây. Bạn Đức Anh, bạn Gia Huy rất giỏi. Có bạn Thành chưa biết tạo hình chữ nhật này, bạn Trần Gia Huy chưa tạo được này. Bạn Thùy Dương đúng rồi, bạn Chiến đúng rồi. Bạn Lâm đúng rồi, rất là giỏi. Còn bạn Minh Châu, con nhìn chú ý xem nào. Xem các bạn tại sao các bạn lại tạo được hình chữ nhật nhỉ? Đâu, con nhìn có 4 que giống con thôi mà. Tại sao? Con chú ý xem nào. Xem các bạn làm thế nào nhỉ. Con xếp thụt 2 que vào bên trong này. Đấy, con đã được hình chữ nhật chưa? À, lần sau con chú ý nhá, được chưa? À, từ những que tính này các con tạo cho cô hình mà chúng mình thích. Hết giờ. Cô mời bạn Trần Gia Huy nào. Con đã tạo được hình gì đấy? Con nói to cho các bạn cùng nghe nào. À, bạn Trần Gia Huy đã tạo được hình vuông từ những que tính. Ai đã tạo được hình vuông giống như bạn Trần Gia Huy, giơ tay cho cô nào. Ai nhỉ? À, bạn Lâm Tuấn Long.
Bạn Hương Giang có tạo được hình gì đấy? À thì cô hỏi bạn nào tạo được hình vuông giơ tay lên. Sao lại không giơ tay ấy nhỉ? Bạn nào tạo được hình vuông giống bạn Trần Gia Huy? Rồi, rất là giỏi. Như vậy là cô thấy bạn Hương Giang, bạn Lâm Tuấn Lâm và bạn Trần Gia Huy, bạn Gia Ninh Gia Bảo, bạn Thanh Lâm là đã tạo được hình vuông giống bạn Trần Gia Huy. Bây giờ cô mời bạn Mao Bảo Khang nào. Con tạo được hình gì? Con đứng lên con nói đủ câu cho cô nào. Con thưa cô, con tạo được hình tam giác ạ. Con thưa cô, con tạo được hình tam giác ạ. Hình tam giác của con phải dùng mấy que tính hả con? Con tạo bằng 3 que tính ạ. À, rất là giỏi. Một tràng vào tay khen bạn Mao Bảo Khang nào. Ai tạo được hình tam giác từ 3 que tính giống như bạn Mao Bảo Khang thì giơ tay cho cô nào. À, như vậy là bạn Đức Thành, bạn Ngọc Hân, bạn Trọng Chiến, bạn Hương Giang, bạn Quách Thùy Dương đã tạo được hình tam giác giống như là bạn Ninh Gia Bảo nữa. À, và bây giờ cô hỏi, cô mời bạn Minh Châu nào, từ những que tính con tạo được hình gì con thích? Con thưa cô, con nói đủ câu nào. À, bạn Minh Châu thì lại tạo được hình chữ nhật, rất là giỏi.